Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Tháo Gà đây, còn sau lưng của mình đó là em của mình Dung Khùng. Ok, thì là hôm nay sẽ là một clip cho anh tiếp tục. Anh em thấy tôi ra clip lâu không? Bởi vì là không có thời gian cái thứ nhất nha, nhưng mà không có ý tưởng hay á, hôm nay tôi đã quyết định rồi. Có nghĩa là tôi sẽ làm clip rất là ít luôn, nhưng mà mỗi clip ra của tôi là phải những ý tưởng thật là khác lạ. Đèo tin. Thì hôm nay sẽ là tiếp tục một clip cho anh. Tôi sẽ cần đến sự hỗ trợ của con BM của tôi. Đó là tôi sẽ bị cướp xe, giàn cảnh cướp xe để thử làm trâu nha. Thì là bây giờ là tôi sẽ nói sơ sơ kế hoạch luôn cho anh em cùng nghe cũng như cho con em tôi đã biết. Thì là dạ nha. Bây giờ là tôi đã mua ở đây là một số lượng bong băng thuốc đỏ đúng không? Với lại là đây là một cái chỗ rất là vắng luôn. Bây giờ chúc bạn biết đường vô lại đây không? Đấy thì là chút nữa mày sẽ gọi cho anh Châu đấy, mày kêu là chị Châu ơi, anh hai em gọi chị chưa, giọng hốt hoảng đó nha. Đó kêu là chị Châu ơi, anh hai em kêu là bị giàn cảnh cướp xe rồi bị chém méo đồ nhiều quá trời ở ngoài đường ấy, dạng vậy nha. Đấy xong cái là ra đây, xong rồi kêu xong rồi cái với chị Châu, chị Châu thấy đồ lẹ em chạy qua chơi chị Châu, qua chỗ anh hai em chứ giờ anh hai em bị cướp xe rồi đang ngồi đó không có ai hết đó. Nha rồi. Xong rồi trốn tao lại đây, xong cái mà chút mà kiếm cớ mày đi đâu đó. Đấy, kiếm cớ đi đâu, ví dụ như tao kêu tao bị mất máu quá, khát nước quá đi mua nước. Hả? Nhưng mà đi lôi cho anh Châu ở lại nha, để coi phản ứng của nó ra sao nha. Đấy. Thì là cái kế hoạch là như vậy. Các bạn đã nghe kỹ chưa? Hay là nói lại một lần nữa. Mà thôi, nói lại làm cái gì? Các bạn hãy cùng xem hết clip này thì sẽ biết được là tôi sẽ trốn Châu như thế nào thôi. Ok, rồi, ok. Bây giờ bé lấy điện thoại gọi anh Châu liền đi. Do là từ cái đoạn đường từ đây qua nhà anh Châu thì nó hơi xa. Nên là bé tôi sẽ gọi để cho anh Châu chuẩn bị rồi trước. Cho nên nó công. Rồi, gọi. Nhớ nha, nó giọng miếu miếu nha. Rồi. Đâu, đây. Bật lên ngoài, bật lên ngoài lên. Ok, ok. Gặp luôn, gặp luôn. Cô Châu ơi, Châu. Cái này hình như anh hai bị là cái cướp xe sao hả? Ông đeo mình. Con này giận ghê thiệt chứ. Gọi lại nữa, gọi lại nữa, kêu thôi anh đi, chị giờ em quay đón Châu đi luôn nha. Đi đi, nói lại, nhanh đi. Ê, người được bạn rồi. Chết rồi, à đúng rồi, Châu gọi tôi anh em ơi. Đâu rồi ta? Cho nó gọi tôi. Thôi, từ tôi không nghe máy đâu. Gọi lại cho Châu liền ấy. Nói gì qua đó ấy. Kêu chị gọi cũng mới gọi mà nó mất máy cái gì đó. Kêu máy bằng. Nhanh đi. Gọi lại nữa đi. Chắc là đang gọi tao á. Hello Châu hả? Hello Châu ơi. Hình như ông đeo lấy quá hay sao? Hay là chị, em chạy qua chỗ cháu luôn hả? Em đi mà đẹp nha, chứ chị gọi chứ nghe máy hả? Nhanh đi, chạy đi nha, em quên thay đồ nhanh đây, em quên lụm liền luôn á. Rồi, ok anh em ơi. Trời. Ấy, Châu đã vô trong rồi. Giờ này nó mới gọi tôi nhưng tôi sẽ không nghe máy. Bởi vì tôi nghe máy là tôi nghe mắc cười rồi là sẽ bị phát hiện ngay. Rồi, bây giờ là bé đi qua đón Châu đi. Ok. À, biết nhà Châu không? Biết. Yeah. À, qua đón Châu nha. Còn cái xe, à chết, biết ngày đi chung một xe được rồi. Đi chung một xe chắc có sao gì à? Sao ta? À, chắc cô sẽ cởi xe bỏ xuống ở dưới kia nha. Nói chung là giấu con xe của tôi đi. Bởi vì đã giăng cánh mất xe rồi mà. Thì xe sao còn đây được nữa. Ok. Nói chung là trước khi bé em đi tôi đi á thì tôi phải đi cắt cái xe này trước hả? À? Cắt xe này chứ bởi vì đây là một cái đoạn đường rất là vắng luôn á. À, quay cho anh em xem. Rồi, ok. Đấy, thì cái đường này không có chỗ nào để mà gửi xe hết. Chắc tôi sẽ quăng đẩy xe xuống dưới bụi kia nha. Lát nữa mong sao sẽ còn cái xe. Rồi, giờ bé đi đón Châu nha. Nhanh nha, đứng ngoài đây mệt lắm á.
Rồi, giờ biết em tôi đi đón Châu rồi. Rồi, ok. Bây giờ chỗ đây chỉ còn có một mình tôi. Giờ tôi sẽ tự tay khô máu luôn nha. Đây. Đây là bông băng. Dưới lại là gạt. Dưới đây là chai thuốc đỏ. Đấy, chai thuốc đỏ này sẽ bộ da máu nha. Rồi, ok. Bây giờ tôi sẽ hóa trang. Bây giờ tôi sẽ làm sao ta? Quần đồ chắc tôi là sẽ bị giăng cánh. Thường thường giăng cánh là sao ta? Tôi coi trong phim là da kia nó đạp mình. Thôi, chắc không đạp đâu. Chắc là nó chỉ đúng rồi, chắc nó sẽ xô mình nên là mình sẽ bị xước ở chỗ tay một xíu, cái chân một xíu. Chứ cái quần nó sẽ bị trầy trầy. Thì làm sao cho quần trầy ta? Chắc lấy cái kéo là cắt quá. Đợi bé lôi luôn. Đây, đây là miếng gạt nè. Chắc sẽ dán vô đây quá. Ấy, tôi đã dán sơ sơ rồi nè. Các bạn thấy không? Thấy không? Chân tôi nè. Đấy. Giờ tôi sẽ hơi sân của quần tôi luôn. Tôi mới cắt đựng xíu rồi nè. Tôi cắt cái quần luôn á nha. Quần mua mấy trăm ngàn. Chơi luôn. Khô máu luôn. Ui, cắt xấu quá ta. Cắt dài nghi quá. Thôi. Thôi cắt rồi. Giờ tôi sẽ dán lên đầu gối luôn. Cắt xấu rồi. Mấy này cái quần đang lành lặn giờ cắt banh luôn. Dán qua quần luôn. Giờ liền luôn quân rồi á. Đấy, rồi ok. Còn gì nữa không ta? Dán mặt không ta? Thôi chắc không sao đâu. Rồi, bây giờ là một cái quay ấy, sẽ đặt ở bên đường nha. Còn cái máy quay này á thì là tôi sẽ đặt ở đâu xem cái cây rồi đi nha. Đấy, chắc tôi sẽ đặt xem cái cây đi. Rồi, giờ tôi sẽ đặt cái quay nha. Ấy, các bạn thấy cái quay không? Đấy. Nhưng mà chắc tôi ngồi lại thì nó hơi lộ đúng không? Chắc tôi sẽ ngồi sâu sâu qua đây một tí nha. Trâu lại chắc không đỡ đâu. Cũng khá là kín. Sau cái lùm cây nha. Rồi, ok. Rồi, bây giờ là tôi sẽ đặt một cái quay bên kia nữa nha. Hello. Ê, mày tới rồi anh nhờ. Em mới vào con này. Ủa, quay cái đoạn đường sao ta? Mày đi với Châu hả? Ủa, nhưng mà tao đang đi Châu nè. Trời, nói Châu vậy? Thôi lỡ hôm lại cái đoạn mà bật trước hay nhiều đồ á. Hay nhiều dưới hay đi ngay chỗ xong á, dạy cho biết á. Rồi, ok anh em ơi. Nói chung là giờ Châu với Nguyễn tôi chuẩn bị tới rồi nha. Để đi ăn gọi cái bộ làm mày.
Bị gì vậy Thảo? Thảo? Sao vậy? Đưa đưa coi coi, lẹ đi. Bị dàn cánh cướp xe nè. Ai cướp? Bây giờ tôi biết ai cướp, tôi báo công an rồi, coi đâu nữa, mấy từ tông. Giờ nó chạy rồi hả? Nó lái xe rồi, nó chạy hả? Ừ, lái xe nó chạy rồi. Thiệt luôn á. Có đứa nào mà vậy không? Có đứa nào mà bị đau mà dán vậy không? Ủa sao mày lột đồ tao đi rồi? Có ai đau mà dán cái quần vậy không? Mấy quay để đâu? Ủa, sao mày lột nó vậy? Có ai mà dán để mấy quay ở đây không Thảo? Có ai để mấy quay ở đây không? Ủa biết rồi hả? Ủa em biết anh Trôn rồi, trời ơi. Biết không, em phải suy nghĩ trong đầu, không có ai mà dán cái quần đau về mà dán cái quần vậy hả? Hả? Có ai mà dán gì không? Đau, đừng. Đau, đau gì mà đau? Nghĩ sao vậy Thảo? Anh cho em cũng phải phòng hờ chứ, đâu ra không ai đẩy máy quay đó, thấy rõ luôn á, thấy không mọi người? Vậy sao đẩy máy quay ngay đó Thảo? Ê, bạn thấy cái quay không? Thấy. Nhưng mà chắc tôi ngồi lại thì nó hơi lộ đúng không? Chắc tôi sẽ ngồi sâu sâu qua đây một tí nha. Trâu lại chắc kệ không đỡ đâu. Tức liền chứ, con này. Đau lắm hả? Ôi đau, đau. Có ai dán vậy không? Thiệt luôn á. Con hỏi gì nữa không? Chứ không, nghĩ sao anh ngồi đây có mình mà bé nãy giờ chưa ra bong băng thuốc đỏ đó ai mua cho? Damn! Hả? Trời ơi, tính em đi lại bao quanh ghê ta. Đâu ra anh đây vậy, vô nguyên một bạch đây vậy? Trời, tức thiệt chứ. Tưởng đâu ra chắc nó sẽ khóc lóc rồi cơ lớn luôn. Này chiêu cũ, chiêu cũ rồi. Trời bị lọ anh em ơi. Thật ra cái đây một chút tao đã để từng cho tôi một lần rồi. Là lúc mới lập kênh rồi nên là không thể nào lừa được nó được. Tưởng nó lừa được. Ôi ôi ôi, lộ rồi, đứng gì nữa, nước gì nữa. Là nãy giờ mình lo, mình xuống rồi mình thấy nghi nghi rồi. Đâu ra mà dán băng mà dán cả lên cái quần vậy hả? Ừ, sao tôi dớ vậy ta? Có ai dán mà dán lên cái quần vậy không? Anh bị đau với thương, anh dán cả cái quần anh luôn. Nhưng mà lỡ như anh bị thiệt sao? Em lột vậy lên, anh bị đau sao? Nhưng mà em suy luận rồi. Em nhìn lại em biết chỉ cái này là Trôn thôi. Đau mà ngồi mà cười cười nữa hả? Cười đâu? Không biết, em đoán vậy á. Trời, bánh ra. Mẹ, bánh ra. Bị mớ thiệt luôn á. Mấy cái nó sao nó biết thiệt vậy ta? Thiệt chứ. Tưởng thiệt không luôn á. Làm lại nó bay lại đúng không? Trúng kế tôi rồi nè. Lại cho bộ sơ so mình xem cái nó giật cái phạt ra luôn. May mà lỡ như thật sự nãy anh bị thiệt. Em làm vậy là anh bị gì sao? Nhưng mà em giật nhẹ mà. Em nãy em mở ra em coi, không có vết thương em mới giật ra đó. Chán thiệt chứ. Ok. Nhưng đang chấm mấy câu anh em ơi. Con này thông minh tột sức luôn á. Trời, tôi nói chắc màn cho này nó sẽ khóc lóc cơ lơ luôn. Để coi thử đi, mặt của nó khóc sẽ xấu như thế nào. Nhưng mà không ngờ nó lại la thấy bà luôn. Đi ra đây bị Trôn la không? Mà sao em biết thầy vậy? Sao em dùng biết thầy ta? Nhìn là biết liền luôn. Sao biết liền? Kể em lại em cứ rờ rờ sao em nhìn thấy toàn thuốc đỏ chứ em không thấy máu. Ủa biết thuốc đỏ luôn hả? À đúng rồi, bữa trước con Trâu nó diễn với tôi là nó em chơi màu thực phẩm mà. À hồi chơi màu thực phẩm, tôi cho thuốc đỏ nên là nó biết hả? Rồi còn đặc điểm là nó biết, sao biết hay được, không tin được luôn, nó biết được luôn á. Cái đoạn này vắng tanh à, cái đằng kia ngõ cục. Anh chạy vô đây rồi ai cướp của anh? Ờ ha, quên tới ảo sao. Mốt á, lụa thì lụa ngoài kia kìa. Ở ngoài á nó bự không? Đây anh thấy nãy giờ không có chiếc nào chạy không? Ờ cũng đúng anh em ơi, quên mất ở trong kia đường cục mà tôi đi chọn con đường này, sao tôi nãy tôi quên suy nghĩ tới đoạn đó ta. Phải suy luận như Conan á. À, thôi chạy qua kia lấy giờ máy quay cho mình cái bạn, đặt gấp kia này. Gì đặt lùm lum vậy? Chạy qua đó lại nhờ máy quay. Đó này chưa đâu mấy công tài lộng bây giờ đi. Anh thấy mình thật thông minh. Ừ, hên thôi. Ok, thì là clip như vậy đó. Thì giờ xuống lấy xe à, rồi xuống thử còn cái xe không nha. Mắc cái xe là anh hành luôn. À kìa, ấy vẫn còn cái xe tôi chỗ đó nha. Thôi, thôi đi gì à? Tính cho anh cho ông phát nữa cho anh em coi mà bị phê mất rồi. Không biết có nên đăng clip này không đi. Hôm qua mới quay cho các giùm đi. Chụp nắm hậu luôn, đứng ngoài nắng. Đấy, nói chung là clip này tuy là nó hơi bị fail một xíu, không lừa được Châu, nhưng mà tôi hứa với anh em luôn là một ngày nào đó tôi sẽ chơi lại, trôn lại nhưng chắc phải đúng rồi anh em. Thôi, nói chung rất cảm ơn anh em đã xem video clip này. Nếu thấy video clip này hay và thú vị thì ấn vào nút like, đăng ký kênh, ủng hộ và đừng quên chia sẻ tôi một cái nha. Thông minh bé ạ. Đó là khen, à quên, bye bye ngay vậy. Mày nói đúng không? Thôi, hẹn gặp lại anh em nha. Trời gì đây, nắng quá.